Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ. Đêm ngày 10 tháng 8 và ngày 11 tháng 8, khu vực vùng núi bắc bộ dự báo có mưa vừa, mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 tới 60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Chiều tối và tối ngày 11 tháng 8, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 50 mm đêm 11 tháng 8 ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 tới 70 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Đêm 12 tháng 8 ngày 13 tháng 8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 tới 70 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Cơ quan khí tượng lưu ý trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm trên phạm vi hẹp ở không gian cấp tỉnh với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi. Cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro do thiên tai, mưa lớn, lốc xét là cấp 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Sáng 23 tháng 7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 107,6 độ kinh đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 tới 60 km/h, giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 5 tới 10 km/h. Đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đầm Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cát Bà, Hải Phòng 276mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 150mm. Lúc 7 giờ, khu vực ven biển của thành phố Hạ Long mưa lớn kèm gió mạnh cấp 7 cấp 8, nhiều cây trên đường bị gãy đổ gây ách tắc giao thông. Dù không nằm trong tâm bão nhưng các địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Nam Định mưa từ đêm qua tới sáng nay. Trung tâm khí tượng dự báo từ sáng 23 tháng 7 đến đêm 24 tháng 7, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 tới 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Chiều và đêm 23 tháng 7, Nghệ An đến Quảng trị, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm. Cục bộ có nơi trên 70 mm. Tin báo áp thấp nhiệt đới mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines, PAGASA cho hay, hai áp thấp gần biển đông đã hợp nhất ở phía bắc biển Philippines, trong khi áp thấp thứ ba xa hơn về phía đông bắc Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16 giờ chiều mùng 7 tháng 8, áp thấp nhiệt đới ngoài khu vực dự báo của Philippines, cách Bắc Luzon khoảng 2.105 km về phía đông đông bắc. Sức gió duy trì tối đa 55 km h với gió giật lên tới 70 km h Dự báo bão mới nhất do Trung tâm Cảnh báo Liên hợp JTWC của Không quân Mỹ và Hải quân Mỹ công bố cho hay áp thấp nhiệt đới này là 06W, đang ở phía đông biển Philippines. Dự báo 19 giờ tối mùng 7 tháng 8, Áp thấp nhiệt đới này sẽ chính thức mạnh lên thành bão nhiệt đới. Trong những ngày tiếp theo, cơn bão nhiệt đới mới nhất ở phía tây Thái Bình Dương dự kiến liên tục mạnh lên tới cấp độ bão nhiệt đới dữ dội với sức gió lên tới 100 km/h vào sáng mùng 10 tháng 8. Khi mạnh lên thành bão, hệ thống này sẽ được đặt tên quốc tế là Maria, cơn bão số 5 ở phía tây bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2024. Cũng liên quan tới mùa bão ở Thái Bình Dương, trong tuần này, một diễn biến khá hiếm gặp đã xảy ra ở Đông Thái Bình Dương khi có tới 4 cơn bão nhiệt đới cùng lúc hình thành. 4 cơn bão nhiệt đới cùng lúc di chuyển ở Đông Thái Bình Dương gồm Carlota, Daniel, Emilia và Fabio. Lần gần nhất hiện tượng này xảy ra là cách đây 50 năm vào tháng 8 năm 1974. Năm 2018, có một số cơn bão cùng di chuyển ở vùng nước biển nóng của Thái Bình Dương nhưng không phải cùng cấp độ. Tuy nhiên, theo tin bão mới nhất của The Weather Network, Hiện tượng hiếm gặp này chỉ kéo dài trong vài giờ ngày 5 tháng 8, vì sau đó bão số 4 Daniel hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới và bão số 3 Carlota suy yếu sau đó vài giờ. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC nhận định bão số 6 Fabio có thể bị bão số 5 Emilia hấp thụ trong ngày 7 tháng 8 do hiện tượng hiệu ứng Fujiwara. Hiệu ứng này xảy ra khi hai cơn bão di chuyển cùng hướng tiến gần nhau. Tất cả các cơn bão đang hình thành ở Đông Thái Bình Dương dự kiến không gây ảnh hưởng tới đất liền. Aletta là cơn bão số 1 của mùa bão Đông Thái Bình Dương, hình thành ngày 4 tháng 7. Từ ngày 4 đến 24 tháng 7, không có cơn bão nào hình thành trong lưu vực, nhưng sau đó, các cơn bão nhiệt đới tăng cường với bão Bút, Calotta, Daniel, Emilia và Fabio liên tiếp mạnh lên. Bão Fabio là cơn bão số 6 của mùa bão ở Đông Thái Bình Dương. Trong 3 tháng từ tháng 8 tới tháng 10, dự báo có 6 tới 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó từ 4 tới 6 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu IMHEN cho biết, hiện tượng ENSO chỉ sự nóng lên, lạnh đi dị thường của nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo phía đông và trung tâm Thái Bình Dương ở trạng thái trung tính. Sau đó ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong 3 tháng từ tháng 8 tới tháng 10 với xác suất khoảng 70%. IMHEN nhận định từ nay đến tháng 10 có 7 tới 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và 4 tới 6 cơn ảnh hưởng tới Việt Nam. Con số này nhiều hơn giai đoạn trước, từ tháng 8 tới tháng 10 thời kỳ 1991 tới 2020, mỗi năm có khoảng 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó 3 tới 4 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam. IMHEN cảnh báo trong 3 tháng tới, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sắp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Trung Bộ sẽ cao hơn cần đặc biệt đề phòng mưa lũ, ngập lụt ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những tháng tới. Nhận định Enso chuyển sang La Nina với xác suất 70%, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng trong 3 tháng tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 6 tới 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó 2 tới 4 cơn vào đất liền. Rất có thể bão áp thấp hình thành ngay trên Biển Đông, di chuyển nhanh vào bờ. Do bão dồn dập, cơ quan khí tượng dự báo tổng lượng mưa tháng 9 ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn 5 tới 15%, tháng 10 cao hơn từ 10 tới 30%. Trung bộ 3 tháng tới lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10 tới 30%, riêng tháng 9 tháng 10 khu vực này xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ ở hạ lưu sông chính lên báo động 1 2, sông nhỏ lên báo động 2 3, cao nhất là báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị thành phố lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống Thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết từ đầu năm đến nay có một áp thấp nhiệt đới vào miền Trung, một cơn bão đổ bộ miền Bắc, nhưng cả nước ghi nhận 104 người chết, mất tích, phần lớn do sạt lở đất, lũ quét. Thiệt hại vật chất ước tính 2.000 tỷ đồng. Con số này cao hơn hẳn 7 tháng đầu năm 2020 với 53 người chết, chủ yếu do rông xét cả năm 2021 số người chết do thiên tai là 101, năm 2023 là 131. Ngày mùng 4 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện yêu cầu các tỉnh thành, bộ ngành chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai, nhất là bão, lũ lụt, sạt lở đất. Công điện nêu: các tỉnh cần ra soát xác định khu vực nguy hiểm, nhất là sườn dốc có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khu vực ven sông, suối có thể ngập sâu để chủ động tổ chức di rời người, tài sản. Với những nơi chưa đủ điều kiện di rời ngay, phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai. Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan chức năng và người dân nắm được tình hình thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi đôn đốc các địa phương trong việc phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai các bộ công thương giao thông vận tải quốc phòng công an theo chức năng nhiệm vụ chủ động ứng phó hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống thiên tai xảy ra